các bạn đến tin nhanh 24/7. Xem chiếc TBS Ronin 2022 vừa ra mắt tại trường châu Á, mang cho mình phong cách cổ điển. TBS Moto Ấn Độ vừa cho ra mắt một cái mẫu xe mới, TBS Ronin 2022, mang cho mình phong cách cổ điển, đi kèm với một cái bộ khung hoàn toàn mới. Một cái nền tảng cái mẫu mô tô hoàn toàn mới của nhà TBS sẽ hướng đến việc phát triển thêm các mẫu xe trong cái tương lai như là Car Racer hoặc là Rambler. Về động cơ của Ronin 2022, em ấy được trang bị động cơ xăng đơn dung tích là 255,9cc SOC 4 thì hộp số con tay 5 cấp, sinh ra cái công suất là 20,4 lực, ẩn ưỡng tua máy là 7.750 vòng trên phút, trong khi mô men sắc cực đại là 19,92 Nm, tại ngưỡng vòng tua máy là 3.750 vòng trên phút. Những tính năng và chức năng thông tin cần thiết được hiển thị trên màn hình kỹ thuật số LCD dạng tròn. Khả năng kết nối với điện thoại thông minh của người lái thông qua Bluetooth và cung cấp những thông báo như cuộc gọi và tin nhắn, hỗ trợ bằng giọng nói cũng như điều hướng. Người lái có thể lựa chọn giữa hai cái chế độ lái Grand hoặc là Urban. Hệ thống treo trước của chiếc xe này được cung cấp cái phục là hành trình ngược với cái đường kính là 41m. Monoshock có thể được điều chỉnh tải trước ở phía sau. Mang trên mình một cái phần bánh xe màu in quét thông số lớp trước là 110/70, trong khi phía sau là 130/70. Đường kính phanh đĩa ở phía trước là 300mm, trong khi cái đĩa vào phía sau là 240mm. Về mặt trọng lượng của cái chiếc TBS Ronin 2022, em ấy được nhà sản xuất tuyên bố ở mức là 160kg. Dung tích bình xăng 4 lít, đi cùng với treo cao yên ở mức là 795mm. Exciter 185 nâng cấp cực kỳ chất đúng phong cách của năm 2022. Cái chiếc Exciter độ hôm nay sau một cái ca phẫu thuật rất ngoạn mục đến từ một bệnh viện tên là CSS Hospital thì chiếc xe đã trở nên chất hơn rất nhiều. Ngoài trừ diện mạo đẹp của năm 2022 thì em ấy còn có rất nhiều đồ chơi chất tên tuổi như Acosto, Rakotest hay Crambo. Cả bộ áo chiếc xe lấy ý tưởng từ cái mẫu LC 105, cái đời mới nhất 2022 của thị trường Malaysia với cái tông màu xanh dương làm chủ đạo. Cả ngay dàn áo này trông cực kỳ đẹp mắt và sắc sảo. Không phải cái mẫu cụm thắng Rainbow Access nào quá cái sức quen thuộc, chiếc xe được trang bị cái cụm thắng là Acosto. Do đó mà em ấy trở nên độc hơn, lạ hơn, hiệu năng thắng cũng tuyệt vời hơn. So ra nó không cua kém gì như mẫu cụm thắng đây có mặt thị trường hiện nay. Nhờ ứng dụng trên mình trên đầu của chiếc Exciter thời mới nên cái mẫu xe này đã trang bị cho mình cái cụm công tắc rời của cái mẫu là CB 600F mà không cần phải đục khoét gì hết. Mẫu cụm công tắc này nhìn chiếc xe trông nó cứng cáp hơn rất nhiều và hơn hết có thêm một cái nhiều chức năng hơn. Nằm đối xứng với cụm thắng Acosto là cái cụm con đô lô tiếp em, có thể chỉnh được cái độ xa gần phần tay con phù hợp với đứa tay của người chủ. Xịn sò là vậy nhưng giá của em ấy hợp lý lắm, chỉ khoảng dưới 3 triệu. Cái dàn chân chiếc xe hôm nay rất là chắc chắn nhờ vào phục chức ACM dành riêng cho những mẫu như Exciter 10 đã được chỉnh và cân sao cho hoàn chỉnh để gắn lên con xe hôm nay. Ngoài ra cái dàn chân trước là cái con heo Rainbow lục lớn để của Rakotest tối ưu cái phần hiệu suất thắng. Cái cổ bô nguyên bản đã được thay mới bằng một cái cổ của Titan nó sặc sỡ hơn, ẩn hiện một cái lớp yếm rất là ấn tượng làm cho ai cũng muốn khám phá tìm hiểu thêm. Cặp đôi heo đĩa sau với cái tông cùng với dàn chân trước, có điều là heo Rainbow logo lớn này được bắt ngược khiến cho các bụi rơi qua thông qua cái rãnh nhỏ dưới heo, việc này giúp người chủ dễ dàng hơn trong quá trình vệ sinh. Cái phuộc sau đến từ là ABM xuất hiện để dành cho các dòng XR5 có mức giá thị trường khoảng gần 8 triệu. Vẻ ngoài của nó nhìn cũng trao chuốt, hiệu năng cũng rất êm ái nhưng hiện tại không được sử dụng nhiều bởi vì nó sẽ tăng thêm cái độ đặc sắc cũng như cái sự độc đáo cho con xe hôm nay. Đây là cây bột của Winner X, mẫu mô mới ngày đêm tới âm thanh vô cùng giòn giả, phân khích. Với kiểu dáng cũng làm cho cái con Exciter trông nó gấu hơn rất nhiều. Ngoài ra chúng ta còn nhận được một biển số khá đẹp. Nếu mình nghĩ bóc được cái biển này thì anh chủ quả là người có bàn tay vàng. Anh em thấy cái chiếc xe này thế nào? Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Hãy tiếp nhấn like, subscribe.